Sáng 27 tháng 8 tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ Hoàn lương năm 2024. Dự chương trình có đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tại chương trình các phạm nhân được tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ nghe lời chia sẻ động viên từ lãnh đạo công an tỉnh để tích cực học tập lao động cải tạo tiến bộ sớm trở thành người có ích cho xã hội nghe chuyên gia chia sẻ định hướng pháp luật tâm lý lứa tuổi và thông tin các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề giới thiệu việc làm vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù thắp sáng ước mơ hoàn lương là hoạt động thường niên được hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bắc ninh phối hợp với công an tỉnh tổ chức thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức hội và lực lượng công an nhân dân trong việc giáo dục nhân cách giúp đỡ động viên tinh thần giúp phạm nhân có thêm ý chí nghị lực để sớm thi hành xong án phạt hòa nhập về với cộng đồng trở thành những người lương thiện có ích cho xã hội Nhân dịp này, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên, Công an tỉnh trao tặng 20 suất quà cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có ý thức cải tạo tốt trị giá 10 triệu đồng. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ trao 5 suất học bổng nâng bước chân em tới trường cho con phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.